Trump. Tổng thống Donald 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 Trump.
Đeo. Cái này ha. Cái này trên dân Việt Nam chúng tôi không có tự do. Trên dân Việt Nam chúng tôi không có quyền con người. Không. Dân Việt Nam chúng tôi là không có được tự do. Dân Việt Nam chúng tôi không có gì ngôn luận. Đây, đây có hết rõ ràng. Tổng thống Trump, bằng lòng nhân dân chúng tôi không bằng lòng lên xe, nhưng mà họ kêu nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi, ba miền chúng tôi, nhân dân các tỉnh chúng tôi, họ kêu họ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu cứu dân chúng tôi biết bao nhiêu rồi mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không cứu nhân dân chúng tôi, không giải quyết nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Nhân dân chúng tôi sống cảnh hàng trời chiếu đất, nhân dân chúng tôi sống đầu đường xá chợ. Cho nên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại sao đơn nhân dân chúng tôi ông không xử lý, ông không giải quyết, để chủ tịch các tỉnh lộng hành
lòng hành để cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, để cướp đất cướp nhà, để cướp tài sản hết trong nhân dân chúng tôi không còn những gì, nó quá dã man tàn bạo quá. Có ai mất nhà mất đất như chúng tôi không? Không. Chúng tôi đã đi đòi đất đòi nhà bà con ơi. Chúng tôi đi đây hát cái bài hát vậy mà đi bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Ta giang thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khôn khổ một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mây, vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mây, vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà mất quyền của người nhân dân chúng ta không? Chúng ta chỉ đòi đất đòi nhà đòi tự do bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khôn khổ một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng cây khóc mây, vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền dân tộc Việt Nam. Nhân dân ba miền chúng tôi kêu thủ tướng cầu cứu, những thủ tướng những Xuân Phúc biết bao nhiêu rồi năm rồi mà thủ tướng những Xuân Phúc vẫn nhắm mắt làm ngơ với nhân dân ba miền chúng tôi. Cho nên ba miền chúng tôi không biết đi đâu về đâu. Nhân dân chúng tôi đi đến đại sứ quán Hoa Kỳ cầu cứu đại sứ quán Hoa Kỳ cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi. Bây giờ nhân dân Việt Nam, dân quan Việt Nam chúng tôi giờ đi đâu, tiếp về đâu? Không cái cơ quan nào có cái thẩm quyền nào mà để giải quyết nhân dân chúng tôi, chưa có vào cuộc mà để giải quyết nhân dân Việt Nam chúng tôi, chưa có. Cho nên dân trong Việt Nam chúng tôi rất khổ sở đến đường cùng. Chúng tôi đến đại sứ quán để cầu cứu đại sứ quán. Xin anh chị em trong đoàn ngoài nước đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi, dân ông ba miền chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn anh chị em trong đoàn ngoài nước đã chia sẻ, cộng đồng đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi, đã đưa lên có tiếng nói, đóng góp có tiếng nói để mà các cái cơ quan thẩm quyền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đà Kim Ngân
tướng Tô Lâm đó mà ba cái chỗ này đã chỉ đạo qua tướng Tô Lâm cho cái cuộc điều tra liên ngành để mà về các cái địa phương để điều tra chủ tịch các tỉnh cái làm điều này có cướp đất cướp nhà của dân hay không, hay là dân chúng tôi đã đi chuyện không vu không. Cho nên là dân chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Tướng Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kim Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Thị Kim Ngân hãy chỉ đạo qua cho ông Tô Lâm cho đoàn thanh tra thiên liên ngành cử cái đội đặc biệt để về chủ tịch các 63 tỉnh thành điều tra để trả đất lại trả nhà cho dân thôi. Nếu dân chúng tôi sai thì xử lý cực hình, còn cán bộ sai cứ xử lý ngay đưa chúng dân, nếu không xử lý được đưa về dân chúng tôi xử lý trả đất trả nhà cho dân chúng tôi, đừng đưa nhân dân tôi khốn khổ như vậy. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi. Xin kết thúc.